Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA. Video hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Proxys.io ha, một cái trang web bán proxy. Cái trang Proxys.io này thì nó bán chủ yếu là proxy ngoại các bạn. Trước đây thì mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em có thể mua được cái proxy trên đây. Tuy nhiên thì mình nhận thấy là những cái proxy trên đây thì giá nó khá là cao hơn so với những cái proxy bán ở Việt Nam, ở bên những cái web Việt Nam ha. Nhưng mà cái web này thì nó cho CCA được cái code giảm giá 10% ha, nên là anh em là có nhu cầu hay là anh em muốn tìm những cái nguồn proxy mới thì chúng ta có thể tham khảo qua. Chưa bàn đến chất lượng ha, nhưng mà cái web này thì nó bán proxy cũng khá là ổn định. Mình cũng đã test thử hai cái proxy ở trên GBM ha, tí nữa thì mình test thêm cho các bạn xem. Rồi xem qua một chút về thông tin của cái web bán proxy này ha, thì đây là cái web của Nga ha các bạn. Nó bán proxy thì chủ yếu các cái loại như là IPv4 nè, loại cá nhân ha, rồi loại xe cho người khác. Loại IPv6 cái này thì ít người sử dụng hơn các bạn, ít cái web nó hỗ trợ. Và các cái giao thức gần như là chúng ta hay sử dụng đó là HTTP và SOCKS. Về giá thì chúng ta có thể check ngay trên trang web luôn. Và cái này thì nó tính trên một tháng ha, thường thì cái này nó sẽ tính trên một tháng. Loại cá nhân, rồi loại có thể chia sẻ cho người khác là 3 người ha, rồi loại premium, loại cao cấp và IPv4 riêng lẻ dành cho Windows POS. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ thêm cái IPv6. IPv6 thì anh em có thể đọc thêm cái phần Q&A. Web nó cho chúng ta biết ha, ở đây thì nó có một số cái thông tin. Đó, anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể vào đây. IPv6 thì nó sẽ hỗ trợ ít hơn, nên là cái IPv6 này nó sẽ phù hợp với một số cái web đặc thù thôi. Để check được cái web mà các bạn đang sử dụng, muốn add proxy đó, có sử dụng được cái IPv6 không thì ở đây nó có một cái đường link ha. Chúng ta có thể dán cái URL của web vào. Rồi ngoài ra thì vừa qua nó cũng bán thêm cái proxy dành cho điện thoại, dành cho di động các bạn. Ở trên điện thoại thì cũng sẽ có khá là nhiều loại như là chuyển đổi vị trí nè, rồi proxy cá nhân, proxy chia sẻ cho người dùng khác sử dụng ha, rồi proxy tốc độ cao. Về công dụng hay là cái tốc độ các thứ của nó đó, mô tả thì các bạn hãy xem ở dưới đây. Đó, ví dụ như là cái thay đổi vị trí địa lý thường xuyên này thì nó sẽ có khoảng là 2 đến 5.000 địa chỉ ha. Rồi giao thức là HTTP và SOCKS H5. Rồi thay đổi địa chỉ IP khoảng là 2 phút nè, tốc độ thì 30 MB ha. Đó thì chúng ta có thể vào đây tham khảo thêm. Về cách tạo tài khoản thì cũng khá là đơn giản các bạn, chúng ta chỉ cần là sử dụng mail để tạo thôi. Rồi về cách mua proxy thì video trước mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em rồi, thì ở đây mình chỉ nhắc lại thôi ha. Các bạn vào cái phần mua thì nó sẽ có từng cái gói proxy. Ở đây nó có cái phần là fast buy, mua nhanh ha, chúng ta có thể lựa chọn loại proxy nè, rồi lựa chọn cái quốc gia. Đó thì ở đây nó cũng có hỗ trợ Việt Nam ha, tuy nhiên là khá là ít. Rồi cái thời gian mà các bạn mua proxy tối thiểu là 1 tháng ha. Rồi server, hiện tại thì nó có một server thôi các bạn. Còn về các loại proxy thì như mình đã có nói phần website chính đó, khi các bạn vào chúng ta cũng thấy. Và các quốc gia nó hỗ trợ thì các bạn có thể thấy ở đây, riêng cái V4 cá nhân tiếng Nga, các cái IP ở bên Nga đó thì cần phải đặt trước ha. Rồi cái IPv6 thì chỉ có Nga và Hoa Kỳ. Thường chúng ta làm những cái kèo Airdrop cheat các thứ đó thì mình thấy sử dụng nhiều nhất là V4 loại dùng chung và loại riêng lẻ ha. Thì dùng chung này thì chúng ta có thể share cho 3 người. Các quốc gia thì nó hỗ trợ hơn 30 quốc gia. Còn riêng lẻ thì chủ yếu là những cái nước châu Âu các bạn, như là Mỹ, Úc các thứ đó. Tuy nhiên thì những cái dự án crypto các bạn thấy rồi đó, nó thường sẽ ban hoặc là nó thường không hỗ trợ cái IP của bên Mỹ ha. Nên là các bạn khi mua proxy không chỉ ở trên những cái web này mà trên những cái web Việt Nam đó, chúng ta nên lựa chọn là IP Việt Nam, IP Việt hoặc là những cái nước châu Á hoặc là Đông Nam Á. Đó thì ngoài ra nó còn có nhiều loại IPv4 khác ha, cho Windows nè, rồi cao cấp, loại premium ha, có Ba Lan, có Kazakhstan các thứ. Và proxy dành cho di động. Di động thì nãy mình có show cho các bạn xem rồi đó. Thì các bạn có thể tham khảo qua cái loại proxy riêng lẻ nước ngoài này, hoặc là cái proxy dùng chung cho 3 người ha. Thì riêng lẻ nước ngoài này nó hỗ trợ hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam các bạn. Mình thấy là chỉ có cái loại nước ngoài này nó mới hỗ trợ Việt Nam thôi, mà cái proxy Việt Nam cũng khá là ít. Hiện tại chỉ khoảng là 34 cái proxy thôi. Đó, lựa chọn số lượng mua nè, số ngày nè, số ngày gia hạn từ 3 đến 90 ngày ha. Rồi bên này thì nó sẽ tính toán cái số tiền. Ví dụ một cái ở đây thì khoảng là 1.32 đô, tính ra thì nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với những anh em bán proxy hay là những trang web bán proxy ở Việt Nam ha. Và CCA thì được cái web này nó cho cái code đó là giảm 10%. Khi nhập cái code này vào thì các bạn sẽ thấy được giảm 10% trực tiếp trong cái giá tiền. Đó, không nhập thì nó sẽ không có ha, còn nhập vào thì các bạn sẽ thấy được giảm 10%. Đó là tính giá tiền ở đây. Muốn thanh toán thì các bạn nhấn vào cái ô chấp nhận nè, rồi lựa chọn cái phương thức thanh toán. Ở đây thì nó cho chúng ta các cái hình thức thanh toán quốc tế như là Alipay nè, P2Pay nè, rồi có cả thanh toán bằng tiền điện tử crypto ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ lựa chọn cái currency, cái đồng tiền ha, thường sẽ là USDT. Rồi network thì nó hỗ trợ khá là nhiều. Các bạn có thể lựa chọn những cái mạng rẻ như là BSC, Binance Smart Chain đó. Rồi nó sẽ cho chúng ta một cái địa chỉ ví ha, các bạn nạp tiền vào đây tương ứng với cái số tiền mà các bạn mua đó. Rồi nó sẽ cung cấp cái proxy cho các bạn. Rồi ngoài ra thì nó có thêm cái phần là proxy checker ha, để các bạn có thể check được những cái proxy đã mua hoặc là những cái proxy khác. Thì ở đây mình cũng đã có test thử một cái proxy mua IP Việt Nam ha. Nó có check từng phần như là IP nè, rồi port, phần tài khoản, phần password ha, hoặc là chúng ta có thể nhấn sang cái mục này để check nhanh. Bắt cả cái dòng proxy này vào. Đó, đợi một xíu để nó check ha. Thì proxy work là proxy hoạt động bình thường ha các bạn. Đó, nó sẽ check ra màu xanh như thế này. Còn nếu mà proxy không hoạt động thì nó sẽ hiển thị ra màu đỏ. Đó. Rồi, để áp dụng những cái proxy này tham gia những cái kèo á, thì mình cũng đã test thử hai cái proxy Việt Nam trên hai cái profile ở trên GBM các bạn. Và thử ở trên cái kèo đó là Taiko Blaster. Thì Taiko nó đang có cái chiến dịch đó là chúng ta tạo nhiều TX để nhận POI. POI này thì quy đổi ra token Taiko, vừa qua cũng có một cái đợt để chúng ta nhận token Taiko rồi đó. Anh em nào tập trung cày thì cũng nhận được khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái này nó tốn tiền hết bạn, tốn phí nên là các bạn cũng cân nhắc. Và trong lúc CCA cũng có một bạn admin nghiên cứu về cái phần chạy nhiều ạt, như là có phần tool dành cho Taiko về Node.js để các bạn có thể chạy swap token các thứ, tạo TX ở trên Taiko ha. Thì anh em có quan tâm thì có thể join group CCA. Rồi thì hai cái proxy này mình cũng test thử ở trên hai profile ở trên GBM ha. Với cái dự án đó là Taiko và cái sự kiện là Taiko Blaster để nhận point đó. Để mình đồng bộ thao tác cho nó dễ hơn ha. Thì mình thấy hai cái proxy này nó sống cũng khá là lâu. Còn về chi tiết GBM hoạt động như thế nào, Node.js như thế nào, chạy như thế nào thì các bạn có thể hỏi các bạn admin ở trong group mình hoặc là join group CCA ha. Thì ở đây mình chỉ làm cho các bạn coi để thấy cái proxy này nó vẫn hoạt động bình thường hết các bạn. Mình cũng đã test vài ngày rồi. Còn về những cái dự án check CPU như thế nào thì nó còn liên quan nhiều thứ lắm hả các bạn. Không chỉ riêng về proxy. Đó thì mình cũng đã có swap khá là nhiều lệnh ở trên Izumi ha. Một cái dex hỗ trợ swap mạng Taiko khá là nhanh. Thì mình thấy là anh em săn cái sự kiện này cũng thường swap trên đây ha. Thử swap một lệnh các bạn. Thì mình hết ETH ở bên hai cái ạc này rồi. Swap khá là lâu bởi vì mình thực hiện nhiều cái lệnh swap nó bị bending quá. Rồi thì chủ yếu là cho các bạn thấy về cái proxy này nó hoạt động thôi. Và video này thì cũng chủ yếu mang lại cho anh em những cái thông tin thêm để chúng ta có nhiều cái lựa chọn về proxy. Đó, anh em thấy hợp lý cái nào thì chúng ta có thể sử dụng ha. Tất cả thông tin liên quan thì mình sẽ để dưới phần mô tả, và anh em có thắc mắc gì thêm thì có thể để lại comment phía dưới hoặc là join group CCA. Và video của mình về nội dung này cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.